Thì hôm nay tiền bạc sao nhỉ? Gì? 50 ngàn không được đâu. Bữa nay hôm qua em đưa anh hết tiền rồi, bữa nay em còn có gì nữa. Không, không được. Anh review xe một ngày anh làm bao nhiêu tiền em đưa anh? Em còn... Thôi, lấy 100 ngàn cà phê sáng được nhỉ? Thôi được rồi, vô hôm nay để chị cho nha. Trời hôm nay hơi rét, em sẽ lên cho các chị một mẫu xe cho nó đỡ rét nha. Toyota Innova, sản xuất năm 2018, dung tích thằng này là 2.0. Đấy, một mẫu xe quốc dân, ở ngoài thất có màu xám, rất là bắt mắt luôn. Ở cái đời tiền nhiệm 2018 này thì mọi thiết kế về bên ngoài đã thay đổi rất là nhiều rồi. Ở đây chúng ta có một cụm đèn pha cốt dài hơn, vuông vắn hơn, nhìn cứng cáp hơn rất là nhiều. Đấy, ở bên dưới thì có một cái cụm đèn cảng, đèn bi gầm. Đó, đã lên được bi gầm rồi, xi nhan tích hợp ở bên dưới. Có một phần ca lăng cản gió rất là to lớn luôn. Đó, một cái logo huyền thoại của nhà Toyota. Đó, một chiếc xe. Hôm nay em tới em học việc nữa. Lại học nữa hả? Dạ. Thì hôm nay tiền bạc sao nhỉ? Gì? 50 ngàn không được đâu. Bữa nay hôm qua em đưa anh hết tiền rồi, bữa nay em còn có gì nữa. Không, cũng được. Anh review xe một ngày anh làm bao nhiêu tiền em đưa anh? Thôi, lấy 100 ngàn cà phê sáng được nhỉ? Oh my god. Rồi được rồi, vô hôm nay để chỉ cho nha. Let's go. Xe này là mẫu xe Toyota Innova sản xuất năm 2018. Máy 2.0 nhớ chưa? Toyota. Đúng rồi. Năm 2018. Máy 2.0 đấy. Máy 2.0. À, bên bề ngoài xe thì nó đã thay đổi thiết kế rất là nhiều so với những chiếc xe thế hệ trước. Gân chỉ nhiều hơn, nhìn cái chiếc xe nó cứng cáp hơn này. Đó. Ở đây chúng ta có những đường gân chỉ này. Nó tô lên đúng với vẻ đẹp, rất là cứng cáp cho một chiếc xe như thế này. Ở xe đời này thì là răng và la răng hại R16. Đó, chúng ta phải nhớ. Đây. Và đây trên lớp xe nó có thể hiện ở trên này hết. 205-65 R16 là thể hiện cho một mâm xe. Đó. Cái la răng này thì là la răng zin theo xe nha. Một chiếc xe rất là đẹp. Xe này vẫn rất là rin, phù hợp cho anh chị về đi chạy gia đình. Đó. Ở đây thì có một cái cụm đèn đã lên được giải LED xi nhan. Đó. Nhớ chưa? Đèn LED xi nhan. Xi nhan tích hợp trên gương rồi. Đó. Ở nhìn tổng thể ở bên ngoài một chiếc xe rất là rộng rãi luôn. Rất là rộng rãi. Đó, gân chỉ thì tô lên một cái vẻ đẹp xe rất là cứng cáp. Đây. Chúng ta có thể đi một vòng xe để giới thiệu cho khách hàng. Đó, đây là nắp bình xăng nha. Nhớ chưa? Nắp bình xăng. Nắp bình xăng đấy. Thế mình biết cái này là cái gì không? Cái này là gì anh? Trời, hôm qua chỉ rồi mà. Cái này là logo. Này là logo của hãng xe Toyota. Đấy, một cái thương hiệu của đến từ bên nhà Nhật Bản, đất nước Nhật Bản, nghe chưa? Hôm nay là hôm nay. Nhưng mà nó là một cái hãng xe, hôm qua mình cũng là cái xe này mà. Rồi, biết đây là cái gì không? Biết chứ. Này là cái gì? Camera chứ gì anh? Đúng rồi. Cái này là cảm biến xe. Nhớ chưa? Nhắc lần này lần thứ hai đấy, không có nhắc nữa đâu. Đây. Cái này là cụm đèn hậu. Ở trên cụm đèn hậu của cái dòng này là nó đi xếp theo cái hình vuông vắn như thế này. Rất là thể thao. Đó. Rồi, em biết cái này nè. Cái này là cái gì? Máy 2.0. Đúng, chính xác. Đó. Đây, chúng ta có thể đi một vòng quanh xe để xem cái độ rộng rãi của nó như thế nào. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vô trong cái khoang lái. Đấy. Ở phần này thì có những cái gì? Mình vô, mình chỉ cho khách hàng đấy. 100 ngàn chỉ có vậy thôi. Có 100 ngàn mà mất chỉ hết chỗ này chỗ kia. Đó, vào đây. Đây. Ở trên này thì chúng ta có một cái phần vô lăng tích hợp những nút bấm trên này rất là nhiều. Ở những cái đời thế hệ trước thì nó không có những cái này. Đấy, lên cái đời cao này thì tích hợp đấy, có nút tâm tăng giảm âm lượng này. Nghe gọi này, rất là nhiều nút bấm luôn. Ở vô lăng thì nó đẹp hơn rất là nhiều, vuông vắn hơn. Đó, nhìn thể thao, phần đồng hồ táp lô, mình bật chìa khóa lên cho khách hàng cùng xem. Xe này còn được nửa bình xăng ai mua về chứ việc đi thôi, không cần phải đổ xăng nha. Đồng hồ này sao?
rất là thể thao. Này hỏi cái này là đồng hồ gì? Đồng hồ km chứ gì anh? Đúng, 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 đúng. Rồi. Đồng hồ này đồng hồ cơ là đồng hồ điện tử. Cơ. Đúng, cơ. Đồng hồ cơ. Ở trên xe này chúng ta có thể thấy này, một cái màn hình OLED. Cái này chúng ta đã lên cho khách hàng rồi. Một màn hình OLED giải trí đặt ở trung tâm xe rất là lớn. Các phím bấm ở trên này cũng rất là nhìn rất là mạnh mẽ luôn. Thế biết cái nút này là nút gì không? Cái này là đèn bảy màu à. Trời ơi, tôi hỏi những cái này này. Nút này này. Ai mà chẳng biết cái này là đèn bảy màu. Em thấy anh chị ở đây. Đây là cái vùng nút bấm của gió điều hòa. Đó, điều chỉnh của hai vùng gió điều hòa độc lập. Đó, rất là mắt dành cho những người chủ động. Phần trên này là nhựa giả da. Phần nhựa giả da rất là rộng luôn, phần táp lô rất là rộng, rất là thoải mái. Có hai vùng túi khí, đó, túi khí bên này và túi khí bên này luôn. Đó, mình phải nắm bắt được những cái vấn đề này. Khi mà chiếc xe mình giới thiệu cho đến khách hàng có chữ những chữ Aribat là nó là túi khí thì mình phải nắm rõ, nhớ chưa? Một lần thôi, một lần 100 ngàn chỉ có một lần này thôi, không có lần hai. Đó, nhớ, nên nhớ. Xe này thì chúng ta đã lên camera hành trình cho khách hàng rồi, trần thì đã bọc lại rồi. Ở đằng sau vẫn có điều hòa, đó, hai vùng điều hòa đằng sau. Chỉnh bên đằng sau tự chỉnh được luôn nha, on off ở đây. Thế cái này biết là cái này là cái gì không? Này là cần số. Đúng rồi, cái này là cần số, xe này là số sàn. Dàn phù hợp cho các anh chị chạy dịch vụ rất là tốt, rất là tiết kiệm. Rồi, ở phần tổng thể táp lô này mình còn cái vấn đề gì để hỏi nữa không? Dạ không. Rồi, thế còn có thắc mắc gì nữa hay không? Dạ, anh chỉ cho em cái cánh cửa ghế bên tài đi. Nữa hả? Rồi rồi, đi ra đi. Gà thì gà. À, có gà. 100 ngàn là bắt ghê. Chỉ cái này chỉ cái kia, bực thiệt chứ. Đây, đến cái phần táp bi này chúng ta sẽ có một cái phần nhựa kèm theo da rất là đẹp luôn. Đó, phần da này là da nha. Đó, đây thì cái phần táp bi xe thì có lên cửa, lên kính cửa đều là bốn cánh tự động hết. Đó, phần gập gương, gập gương có đèn cửa đàng hoàng luôn, đèn khi chúng ta mở cửa ra. Đó, chúng ta phải quay và giới thiệu cho khách hàng. Tiếp theo chúng ta giới thiệu cái phần khoang máy động cơ đi, khoang máy động cơ để cho khách hàng cùng nắm bắt được nha. Thế mình còn nhớ cái động cơ này là máy bao nhiêu chấm không? Dạ, 200. Đúng, chính xác, khối động cơ 1TR, máy 2.0. Một cái động cơ khá là mới của cái dòng Innova này, đã thay đổi rất là nhiều. Đó, tiên triển lại rất là nhiều thứ ở trên này. Chúng ta không cần nói chuyên sâu về cái vấn đề động cơ này nữa. Một cái động cơ gọi là bền bỉ theo thời gian của Toyota thì bền bỉ. Họ chú trọng về bền bỉ. Nói chung là mình đi miệt mài luôn, mình chỉ thay nhớt thay nước đầy đủ là chỉ có đi miệt mài không bao giờ hư. Đó, đây phần cabo những chúng ta có thể thấy này, chỉ ốc chưa một vết vặt. Đó, những cái gân chỉ này chưa một vết sờn, một vết đứt. Đây chúng ta quay thấy này, từng con ốc này chưa có một vết cờ lê bỏ qua mở này, ngay cả cái đèn cũng vậy. Đó, thể hiện cái sự rin, độ rin của cái xe này. Ủa anh Vinh, sao xe này em không thấy cái bốn cái ống hút giống như xe hôm qua anh nằm ngay đây? À, cái động cơ này là động cơ máy dọc, nó khi chạy dẫn động cầu sau. Đây, bốn ống của nó đây, nằm đây vị trí này. Bốn ống này tượng trưng cho bốn máy. Đấy, nhưng mà cái động cơ này nằm dọc, nó là dẫn động cầu sau. Còn cái xe hôm qua mình review là dẫn động cầu trước, thì nằm ngang. Đó, đây, nằm ở đây. Đây, dẫn động cầu sau nha. Đây, bây giờ mình sẽ chạy thử cho các khán giả mình cùng xem chiếc xe này hoạt động như thế nào khi mà nó ra ngoài đường. Đi, nhớ nha. Chiếc này bên mình bán tầm khoảng nhiêu anh? Chiếc này bên mình bán với giá là 470 triệu. Được 50 triệu gì cho khách hàng không anh? Bớt thì vẫn có thể bớt được cho khách hàng. Mưa gió thì chúng ta có thể bớt 50 triệu gì đó để cho khách hàng đi lại cho nó có sự thoải mái. Trời mưa gió báo bùng mà, hỗ trợ cho bà con. Vậy chiếc này bên em sẽ giảm giá cho anh chị còn 460 triệu nha. Hàng chữ này là cái gì anh? Cái đó là túi khí. Ủa mắc hỏi lắm hay sao mà hỏi hoài về, nếu mình chỉ cho cái đó rồi mà. Có 100 ngàn hỏi ít thôi, mai hỏi tiếp. Hai bài thì cứ mỗi ngày mình đóng một ít học phí thì mình sẽ nhớ.
Anh ơi, đóng hả? Thì mình đóng mình mới nhớ được chứ. Mình đi học mà. Anh thì review, nói chung là anh lấy cái tiền đó thì anh cũng không có vui vẻ mấy gì đâu. Không có vui vẻ mấy gì đâu. Đấy, cái tiền đó nói chung là cũng áp lực lắm. Dạy cho em mà. Chúng ta bán xe gọi là rẻ nhất cái thị trường Lâm Đồng này rồi. Đó, một mẫu xe Innova sản xuất 2018. Xe đẹp mà chúng ta chỉ bán 460 triệu. Quá rẻ, quá rẻ. Phù hợp với mọi anh chị. Đây, chúng ta về xưởng nha. Bãi xe của chúng ta hôm nay rất là nhiều xe luôn. Một tí mình sẽ học thêm một bài nữa gọi là quay tổng thể bãi xe nha. Còn tiền không? Còn tiền không? Còn tiền không? Vậy thì 100.000. Vậy thì mai học. Nào có tiền thì anh sẽ chỉ anh thêm nha. Anh thì tiền bạc nói chung là lấy cũng không vui vẻ gì đâu.